Chào mọi người buổi sáng. Bây giờ là 5 rưỡi. Mình đang ở sân bay quốc tế Đà Nẵng mà bay quốc nội. Vì hôm nay là mình đã chọn chuyến bay bay từ Đà Nẵng đi Hà Nội, xong rồi từ Hà Nội mình sẽ di chuyển bằng xe lên Lào Cai. Từ Lào Cai mình sẽ qua cửa khẩu Hà Khẩu để di chuyển tới Công Minh. Thì ngày hôm nay chương trình rất là nặng. Sáng hôm nay chuyến bay Đà Nẵng Hà Nội đi Vietnam Airlines thì bay vào lúc 6 giờ. Các bạn có thể canh vé rẻ. Canh vé rẻ thì mình mua vé này là 300.000. Bây giờ mình chuẩn bị vào máy bay rồi ha. Mình sẽ nói toàn là tiếng Việt luôn, mà thì các cái clip đó mình toàn là nói tiếng
thật ra là cũng không to, nhưng mà ở trên xe thì vẫn đủ cho một người có thể dùng rồi đó mọi người. Thì cái giá xe này nó chênh lệch với lại giá xe VIP là khoảng 100.000, thì mình mua vé này là 350. Mình có thể gọi điện đến tổng đài và đặt vé xe rất là nhanh luôn. Mình gọi đến tổng đài, số tổng đài ở trên này có này, mình gọi đó rồi đặt vé xe thì người ta sẽ xác nhận. Và nhà xe này nếu như bạn ở từ nơi khác đến và bay tới sân bay Nội Bài thì bên nhà xe này người ta vẫn có xe để đi đón mình từ sân bay ra điểm hẹn và xe sẽ tới đón mình. Và mình thấy rất là thuận tiện. Giá 350 thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cái khoang xe này cho mọi người xem ha. Vì mình thấy đi du lịch mà lựa chọn xe như thế này thì cũng khoảng quãng đường dài. Bình thường thì mình ngồi xe khác thì nó mất khoảng tầm là 5 tiếng, 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng. Thì bây giờ mình đi xe này thì người ta không có đón khách dọc đường nữa. Người ta sẽ không đón khách dọc đường. Thì như thế thì quãng thời gian mình rút ngắn xuống. Lúc nãy là mình lên xe vào lúc 9:30 thì theo nhà xe nói là mình sẽ đến cửa khẩu quốc tế Lào Cai vào khoảng tầm 12:30. Thì lát nữa mình lên đó mình xem được là tổng khoảng thời gian là chạy khoảng tầm bao nhiêu, thì dự kiến là khoảng tầm 3 tiếng đồng hồ. Giá vé là 350. Giá vé là 350 thì ở trong cái khoang này, ở cả cái xe này chỉ có 20 khoang thôi các bạn. Trình mà người ta đã cài sẵn trên đây thì mình mới xem được. Cái màn hình này không cảm ứng được nha. Nó lắp trong toàn cái hệ thống này, có phim này, nhạc này, hài này. Mình xem. Nó có sẵn những cái bài hát mà người ta cài. Mình cũng có thể cắm USB từ điện thoại hoặc máy tính của mình để truyền vô đây. Ở đây nó có mục là USB này. Phim xem thử nha. Trung Quốc. Ở trong này mình thấy người ta cài những cái phim ngày xưa, phim cũ là nhiều. Khi mà muốn có cái sự riêng tư của mọi người thì mình nên kéo cái rèm này lại nè. Nói chung là mỗi người một khoang như thế này thì thấy nó khá là ok. Ít chi thì nó vẫn có được cái rèm rồi.